Rồi bữa nay con Mau lại có đồ mới nha mọi người, xinh lung linh luôn nha. Con Mau cái lông nó sát quá, bởi vậy nó dễ lạnh lắm mọi người, nên tôi phải mua áo liên tục cho nó. Cứ vài bữa lỡ lớn lên miếng là lại chặt, là phải mua áo mới rồi. Ê, ông ơi, không có cắn. Áo con Mau đang bận là áo ấm nha mọi người, hình khủng long với ngôi sao dễ thương cực luôn á. Này bận vô mà không ấm nữa thì thôi luôn à. Thì nó là tôi cho nó ăn no rồi. Mọi người thấy cái bụng nó chóc nóc đó, cái phần nó đang ăn là của mấy đứa lớn nha, nó lỡ nó ăn thêm đó. Cho con thì mọi người đừng nên cho ăn no quá, mình đâu cho nó ăn nữa, mình đuổi nó đi rồi. Con Sù đang ngủ mà lại nó liếm đôi tay làm Sù hết hồn. Phá ăn Sù thôi là chưa đủ, nó chạy lại nó phá ăn lu luôn. Con người ta đang đi có ghẹo chọc gì nó đâu mà chạy lại nó cắn lỗ tai người ta vậy đó. Rồi như là phá mấy đứa kia thôi chưa đủ, nó phải phá thêm tôi nó mới chịu. Nghĩ sao cái bao sơ dừa người ta còn nguyên vậy nè mà nó xé xong nó banh ra được, hay thiệt. Rồi mọi người coi nó thấy tôi đi lại nè, nó có sợ miếng hào không? Nó vẫn banh bình thường. Không những banh cái bao sơ dừa mà còn banh luôn cái áo mới rồi, còn gì đâu. Mau à, mau mặt mũi cũng vậy đó, mau mau. Nói tới nó còn không thèm mau. Nhìn mặt tôi, nó quay chỗ khác không đó mọi người thấy không. Bộ mình vậy tối mày đừng ngủ với tao nghe nghe. Chút đá mày bây giờ mày chạy đâu cho thoát, đi ra, đi ra nhanh lên, chú ra nhanh lên. Chạy ra mày tưởng mày chạy thoát tao hả? Nè Mau, rồi mọi người biết nó chạy đi đâu không? Coi nè, nó chạy vô nó nằm kế bên cha mình nha. Rồi giờ sao xử nó, mình mà xử nó là cha mình xử mình sao? Nằm kế bên cha là mình đi vô nó không thèm chạy luôn mà. Vậy là tối bữa đó mình cho nó ngủ với con xám luôn, bị con xám bắt làm gói nằm, đáng đời.